Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái hiểm nụ trái và đang trong cái hiểm ra hoa sau khi tiến hành cái biện pháp làm bông bằng cái kỹ thuật là đầy một phủ. Thì đối với cái vườn này là cây nó có một cái mang mớ trái trước nhất định, thì theo đánh giá là cái lượng trái này nó khoảng từ 4 tới 6 tấn cho một công. Thì như các bạn có thể quan sát thấy nè, đây là cái lượng trái mà nó rất là nhiều, và có số cây thì cái tình trạng trái nó tương đối là dư cây luôn á. Tuy nhiên mà vẫn tiến hành là làm bông do nhận thấy là cái cây nó còn lực, cho nên là muốn mang hai cổ trái để cho cái năng suất nó nhiều á. Thì áp dụng bằng cái biện pháp làm bông bằng kỹ thuật đèn phủ. Đây là mạng phủ ha, các bạn có thể thấy nè, đây là cái lượng trái mà nó đang phát triển nè. Thì đối với cái trái này trong thời điểm đầy mạng phủ thì nó bình thường, nó không có gây tình trạng rụng, và hiện tại là cái trái nó đang trong tình trạng lớn nhanh, là cái trái nó đang trong tình trạng là sần da rất là nhiều. Thì đối với cái biện pháp mà làm bông khi mà còn lượng trái trên cây á, nếu chúng ta áp dụng cái biện pháp đèn phủ mà phun đúng kỹ thuật á, thì cái cây của mình nó sẽ bình thường, cái trái nó bình thường, nó không có bị rụng, nó nằm đó, nó lớn chậm chậm chậm. Sau khi mà các bạn tiến hành dở bằng phủ xong á, chúng ta tiến hành đi phân thuốc vào á, thì cái quá trình phát triển của cái trái nó diễn ra bình thường, cái trái nó sẽ cứng lên, nó xanh lên và cái cây nó sẽ ra bông thôi. Là như các bạn thấy nè, đây là những cái cành nhánh mà nó đang trong cái quá trình xì bông sau khi tiến hành là làm bông bằng kỹ thuật đèn phủ. Đối với ý vườn này nó mang trái, mình áp dụng kỹ thuật tạo mầm cho vườn, nhưng mà không áp dụng kỹ thuật phá lá, tức là chúng ta tạo tới mầm rồi sau đó là tiến hành là dở mầm phủ và kích bông giải độc, không áp dụng cái biện pháp phá lá. Tại vì phun phá lá thì đôi khi nó rụng lá nhiều, nó gây ra tình trạng mất sức cây, lúc đó nuôi trái không có lớn nữa. Rồi, như các bạn thấy ha, tỷ lệ ra bông nó tương đối là ổn rồi nè, bông chùm luôn, từng mắt lá luôn. Thì đối với cây này cái lượng trái nó tương đối là nhiều. Đây, hiện tại thì cái quá trình ra bông nó diễn ra rồi. Đối với cái này cái lượng bông nó xì cũng tương đối là gọn các bạn, nó không có tình trạng lún bông. Đối với cây nó có trái như vậy, sau khi tiến hành mà dở một hũ xong các bạn sẽ tiến hành là chúng ta phun nhện, phun bệnh để bảo vệ trái, cho cái trái nó không có bị nhện, không có bị nhện tấn công, nó làm đen trái hoặc không bị bệnh, bị rẻ. Để giai đoạn bông chúng ta phun nhiều quá thì đôi khi nó gây ra tình trạng nóng, nó rụng nữa. Các bạn thấy ha, cái lượng trái nó rất là nhiều, tuy nhiên mà cây nó đang trong tình trạng là xanh đen. Thì đối với cây này nó đang trong tình trạng phục hồi rồi. Thì cây này là mới tiến hành là đi một lần dinh dưỡng thôi, là chuẩn bị đi lần dinh dưỡng thứ hai. Sau khi đi dinh dưỡng thứ hai thì cái quá trình mọc bông nó sẽ diễn ra được gọn thôi. Thì đối với cây này cái lượng trái nó mang ở dưới rất là nhiều, cho nên là đa phần là cái tỷ lệ ra bông thì nó ra trên phần đọt. Trên phần đọt thì nó ra rất là nhiều các bạn. Đây là những cái phần đọt trống ở trên, thì có quá trình bọc bông nó đã diễn ra rồi. Thì trong thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành là phun sâu gậy bệnh ha, để giúp cho cái bông này nó sáng, cho quá trình đậu nó diễn ra được tốt hơn. Và đặc biệt là cây này nó mang trái nhiều như vậy nè, thì các bạn tiến hành đi dinh dưỡng cho nó đủ, để cho cái trái của mình nó không có gây cạnh tranh quá nhiều, nó hút quá mạnh thì nó làm cho cái bông bị nín, hoặc là nó làm cho cái bông dễ rụng. Đó, cho nên là trong trường hợp này đi dinh dưỡng thì chúng ta phải đi đủ ha, đừng có đi thiếu nó sẽ gây ra tình trạng nín bông và rụng bông rất là nhiều. Đối với cái này nó tới mầm luôn các bạn thấy ha, nó xì ra từng mặt lá luôn. Đây, cái lượng bông nó tương đối là ổn. Như cái nhánh này nó tới bông luôn nè, các bạn thấy nè, lượng bông nó xì ra rất là nhiều đây. Khi cây nó mang trái thì chúng ta vẫn tiến hành làm bông được thôi, nhưng mà phun thuốc vừa phải và tùy theo tình trạng cây mà chúng ta phun thuốc. Đặc biệt là cái khâu tiến hành giải độc về sau á, nếu mà như mà các bạn tiến hành giải độc tốt á, thì cái cây nó sẽ tỉnh bình thường và cái trái nó không y rụng. Thì đối với cái biện pháp của mình thì đa phần thì mình sẽ tư vấn cái vườn áp dụng cái biện pháp là làm bằng phủ. Tại vì ở thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành là đưa thuốc lên cây nó ít, thì cái cây của mình nó đỡ mất sức, rồi lúc đó cái trái thì nó chỉ nằm đó, nó chịu đựng thôi. Thì khi mà các bạn tiến hành tứ phân tứ thuốc lại kích rễ dọc cây, lúc đó cái cây nó ra lại, thì cái quá trình phát triển của trái nó sẽ diễn ra bình thường là thôi, nó không có bị gì. Như những cái này nè, sau khi tiến hành đi phân thuốc lại cái trái nó đã sần ra. À, các bạn thấy ha, những cái trái thì nó vẫn còn tình trạng lớn bình thường thôi, tại vì cái da nó đã sần rồi nè.
đó, chứ nó không gặp vấn đề gì nhiều. Giờ cái trái này nó đang rất là cứng, chúng ta bóp vô nè, nó cứng như vậy là trái nó đang lớn nhanh này. Còn trong thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành là tưới nước giẫm liên tục ha. Ví dụ mưa nhiều quá, đặc biệt là những cơn mưa lớn dư nước thì các bạn hãy tiến hành bơm nước ra. Đang mang trái và ra bông như vậy, đừng để ngập nước. Ngập nước nó gây ra tình trạng suy gãy rất là nhiều. Nó sẽ gây ra tình trạng rụng trái và rụng bông, hoặc là nó nghẹn bông. Thì đối với này chỉ đi mới một lần phân thôi, thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành đi lần thứ hai thì cái cây nó sẽ bật ra rất là nhiều. Này, các bạn thấy nè, đây là những cái đọt nó đang ra bông. Những cái nhánh trống nó đều ra bông hết trơn. Thì đối với cây mang trái như thế này, khi các bạn tiến hành làm bông như vậy thì theo mình các bạn cũng nên tiến hành phá lá nha. Phun phá lá, cái lá nó rụng á, những cái lá già này rụng nè. Cái tỷ lệ nuôi trái nó rất là khó, tại vì cái cây của mình nó đã mất sức do các bạn tiến hành làm bông rồi. Và chúng ta phun phá lá nó rớt lá già nữa, thì lúc đó là nó sẽ nuôi trái rất là chậm, không có im. Cho nên là đối với trường hợp này mình không có cho nhà vườn tiến hành phun phá lá, mà chỉ kích bông mạnh thôi. Kích bông mạnh vừa nuôi bông nuôi trái. Và đối với trường hợp này các bạn phải đi dinh dưỡng cho nó đủ. Nếu thiếu thì nó sẽ bị nín. Cái trái nó hút, nó làm cho cái trái nó hút dinh dưỡng mạnh để nó lớn nhanh, nó làm cho cái bông bị nín. Do mình không phá lá nè, mà có một trái nhiều trên cây nữa, nếu như chúng ta đi phục hồi không được, kích không có mạnh, bộ rễ nó không có ra được, thì lúc đó nó bông nó nín rất là nhiều. Mà nó nín thì các bạn không có biện pháp nào mà để cải thiện đâu. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đây là cọng dây bằng phổ dân hổ còn các bạn. Đối với cái vườn này thì quy trình là 2 tháng. Quy trình từ cái lúc đậy mà tiến hành dở là 2 tháng. Khi thấy cái mầm nó đã đạt rồi thì tiến hành dở thôi. Còn ngâm nữa thì nó không im, ngâm nữa thì nó ra nhiều quá thì cũng không có cần, tại vì lực cây nó nuôi không đủ. Giờ nó làm cho cái trái bị chậm lớn. Đây các bạn thấy đây, tiến hành là kích rễ giải độc nè. Cái lượng rễ nó ra rất là dữ dội ha. Tất cả đầu rễ đều là rễ trắng hết trơn. Và những cái rễ này là những rễ mới ra. Đây. Thì quan trọng nhất là khâu này. Nếu như mà các bạn giải độc được cái cây, kích ra được những bộ rễ mới nè. Nè, như những cái tia rễ trắng trắng nè, là những cái rễ được kích ra nè. Đó, khi nó ra được những cái tia rễ như thế này, lúc đó cái cây của các bạn nó phục hồi rất là nhanh. Nè, rễ này rễ bự mà mập nữa nè. Đó, cây phục hồi rất là nhanh, bông ra rất là rộ và nuôi trái rất là lớn. Cho nên là khâu sau khi tiến hành làm bông á, cái vấn đề mà kích cải tạo bộ rễ, giải độc cây rất là quan trọng. Nếu như các bạn đi phân bón, phân hột á, đi cỡ nào đi, mà nếu như bộ rễ nó không ra thì lúc đó là các bạn đi cỡ nào nhưng mà cây nó cũng hút không có được. Rồi cái cây của mình nó dẫn tới si cây nè. Cho nên là khâu giải độc kích rễ này rất là quan trọng. Đây, nè các bạn thấy ha, lượng rễ rất là nhiều. Hiện tại là những cái rễ nó đang lồi trên rất là nhiều vậy. Và đây là cái lượng trái nè. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đây là cái tỷ lệ bông nó đang trong tình trạng là ra bông. Màng phủ này mới dở nè, nếu cái rễ mà nó mọc lên đây được là rất là yên. Chưa, các bạn thấy nè, đất nó còn khô luôn ha. Nó còn khô trắng nè. Tại vì mới dở cách nay có 10 ngày thôi. Ôi, trong đây nó thấm nước không được thì nó còn rất là khô. Ở ngoài thì nhờ tưới với mưa